Chào mọi người, anh Lâm Tông Đơ đến ủng hộ cây Tết 770. Anh Lâm phát biểu đi anh Lâm. Tới cửa hàng của Trần Liêm là số 1 quý vị ơi, cứ đãi với anh em nhiệt tình, hàng chất lượng. Rồi, em nào chưa có gì thì mai mốt tới cửa hàng ủng hộ cho cửa hàng của Liêm nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Từ Đồng Tháp đi xưa đánh nguyên xe tải lên luôn nè. Rồi. Quảng cáo muối luôn, quảng cáo muối luôn, muối sấy ngập yến luôn. Đó, của Đồng Tháp á, thương hiệu đó đi giao thành phố sáng giờ giáp vòng. Dạ. Và muối còn mấy thùng nè. Còn mấy thùng á, nửa giao. Muối giao bên còn nó hẹp. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Bye bye.